Đó, chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo ở trong trận đấu thứ 9 rồi và tỷ số đang là 2-1 rồi. Vâng, tỷ số đang là 2-1. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết thôi. Vâng, khả năng hai đều rất cao. Hai đều rồi. Đâu, hình như mới 2-1 thì phải. Vâng, như vậy là trận thi đấu chung kết rồi. Vâng, chung kết rồi. Bên này thì Maxe và Kata, còn bên kia thì là Pơ và Baby. Vâng, quân là cửa dưới chút, nhưng nếu bài là ổn thì cũng không sợ cho lắm, bởi vì bên kia vâng cũng không có ngoài Pơ ra thôi. Pơ nếu mà đột biến thì có lẽ là nên đánh lại, còn nếu không thì vẫn oanh tốt, không vấn đề gì. Đây là màn hình máy của cái thủ nô một người cầm vâng Kata, đất khá xanh và có siêu đầu. Vâng, nếu trận thi đấu này mà trận thi đấu mà cặp đôi đến từ Liên Quân giành chiến thắng thì có lẽ một trận vâng mùa giao hữu có lẽ cũng sẽ kết thúc rồi. Nếu không thì có lẽ chúng ta cùng chờ đợi xem còn kéo đấu vâng còn đánh nữa hay không. Và nếu xe đấu này thắng thì có lẽ là sẽ là một ngày vâng chuẩn bị 14 tháng 2 rất tươm tất của thủ đấu 1. Sẽ có những sô cô la ngoại, sẽ có những chai rượu champagne và sẽ có những vâng món quà ý nghĩa. Còn nếu ngược lại thì có thể vâng sẽ có những chai rượu nút chuối, sẽ có những bãi ấy châu thay vì sô cô la, và sẽ có những vâng những món quà nó không thực sự ấn tượng cho lắm. Một bài rất tươi và các thủ nô một vẫn đang vâng chăm chỉ áp đời, các cầu thủ lên đời là bằng khít nhau. Vâng, không biết là tối nay có còn kèo dưới GV nữa hay không nữa.
các cầu thủ vâng nếu đánh kèo dưới nhiều ghi tôi sẽ cố gắng vâng ở nhà đi ngủ. Đánh kèo ở đây nữa thì ngồi cố được đánh kèo. Ủa, ủa đây lọt tươi này nhưng mối tội là đang chết dần đâu đó. Vâng vì đang chết dần đâu đó rồi có lẽ đang bị pờ chọc rồi. Úi dồi, Thở Nguyễn đời hai Thở Nguyễn con giò là công giáp đầy đủ rất thơm thịt chơi L2 luôn không chúng ta cùng chờ xem có L2 không phải L2 mà tơn lạc đà đầu nó vào thì mát dưới rưỡi. Babylon đánh cung còn Persian đánh chém đang tơn đầu tiên đều bi hoàng sâu chứ chúng ta cũng xem bi một chút ấy chưa được nhưng mà lại cũng được chưa hoàng sâu vâng 28 trên 28 tao này này ô lọt này ô lọt vâng hòa mới gì có một tên lọt khá quyết định đóng bé ở trong sao sao lại ra đi phóng con ở ngoài vâng đừng dần chắc là sợ chết quá phóng con ở ngoài phóng con ui à vâng đóng bé tôi tưởng là đóng ép cơ vâng quá ngà rồi liệu có phải e vào được tên này không ta cũng chờ xem nào bằng giấy hàng với e thế này tôi nghĩ là hơi dài ủa được đấy được rồi ô biết đâu vào thẳng cơ chưa nói gì có chuyện về e biết đâu lại vào thẳng được cơ được một bài được khỏe lên bánh xe rất sớm bây giờ nông dân cứ tung tăng thôi Persian cứ lùa theo dân người thủ nô một mấy thằng dân cứ chạy đi chạy lại sâu mũi không biết bao nhiêu con lạc đà mà kể ôi lượn và nhìn thấy lạc đà cứ thế lượn thôi bây giờ sang bảo kê để cho cái thủ văn lớp đánh à xin lỗi bạn để cho cái thủ vi đánh cung a một áo ra cùng xem màn hình vâng như vậy lên hai áo rồi lúc đầu là một áo nhưng bây giờ lên hai ok tôi sợ nhất là những tên bất thình lình giật mình bây giờ nó lọt vào nhà vâng sợ kinh khủng luôn đấy. Bắt đập cá gì cũng không phải dạng vừa đâu được đấy không phải dạng vừa thề luôn bây giờ bắt đầu nở ra nhưng Minoan à vâng xin lỗi bạn nhưng Maxe cũng sẽ nở thôi cũng không xoắn gì đâu ôi nhưng chưa tên này bãi vàng hơi nguy hiểm bãi vàng này là hơi nguy hiểm vâng tầm này rất dễ bị công và công tầm này là tầm yếu nhất tầm này là tầm yếu nhất đây đây máy ngồi thủ đô một tầm này thủ xuống còn 21 căng cò căng rồi bắt đầu căng rồi Persian vẫn có nhà vậy vâng Persian vẫn ra hai lờ đều thôi vâng đấu rồi đấu rồi em ơi đấu rồi em ơi vâng vẫn không chết một lờ nào ca cũng đã có nhưng chúng ta cùng xem những con KMC có tác dụng gì trong những tuần này. Máy của cái thủ BB xem nào. Vâng, K bắt đầu giã. Ố, chết mấy con K rồi. Ố, ăn được đà này tươi chưa này. Vâng, ở đây kỳ cô Ga kèm K. Vâng, BB hết sức tập trung. Cẩn thận và tập trung. Vâng, hết sức tập trung vào. Ui, hướng đi cung A sao mà khó thế à trời. Vâng, hướng ra sao khó thế, đem một cái ruộng, đem một cái mẹ đi hay không? Tôi nghĩ là không, không nên. Cung A bắn đi kìa. Vâng, thăm lai 53. Chơi vài cung A kèm ca. Gì? Ô khá. Đừng chết. Ô kìa. Lọt nhà luôn em ơi. Lọt nhà luôn.
Đô 1 với Gemini thế nào? Mà thành máy thủ Đô 1 tao la 25-40. Vâng, bây giờ thì sao mà thành máy thủ Obi ra nào? Bây giờ thành bại hay sao? Vâng, thành bại đâu phụ thuộc toàn bộ Obi đâu. Chỉ phụ thuộc Obi đâu. Kìa, kìa. Lại bị cung R chơi dốc chơi kìa. Vâng, lại bị cung R chơi dốc chơi. Chúng cả ném kìa. Chất lượng đấy. Nhưng tuần này không biết có làm ăn được cái gì bán lớp hay không. Lấy thằng của bán lớp cái đá sau đó thì tính tiếp. Mà đánh máy của thủ à. BB có một tên vào nhà thủ bán lớp. Kìa. Khổ quá. Một đằng thì công an đi bộ, một đằng thì dân không có bánh xe. Đúng là kẻ cao gặp bà già. Ôi dồi ôi, ôi cẩn thận đông kìa. Đông kìa, bắt được không, bắt được đấy. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống. Ông tụng vào, tụng vào, đứng ở trên con đèo cao này. Được rồi, được rồi, được rồi, thơm rồi, thơm rồi, thơm rồi, thơm rồi. Thơm lắm rồi. Thôi, từ từ, không vào, không vào. Đi ra, không vào, không vào. Không, không, đúng rồi, đảo, đảo, đảo. Chuẩn bài, chuẩn bài. Đảo là chuẩn bài nhất. Bái bàng, bái bàng, bái bàng, bái bàng. Rất căng cỏ. Thế trận đang cực kỳ căng. Tham lai của mình là 60. Tham lai. Úi, đè lên rồi, đè lên rồi, đè 64 rồi. Đè 64 rồi. Vâng, tham lai 65-68. Mà hình máy của nguyên thủ Đô 1 xem 20. Rồi ôi, căng thẳng quá. Vâng, lại bắn nhau. Lại bắn nhau. Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, đấy kìa. Tụ quân vào, tụ quân vào, tụ quân vào. Tụ quân vào em ơi. Cung R nó đảo ghê lắm. Ui, cẩn thận, pháo này giã vào đầu lạc đà. Thao lai 68-76. Kìa, đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Chiến thắng ắt phải tay ta. Ném đi, ném đi, cung A trên dốc, pháo ở trên dốc. Ui, trời ạ. Thầm nhỏ thế à trời. Vâng, Đông Hồn sẽ là người đi A. Ca sẽ giã vào A. Còn cung A sẽ cắn đất. Ui, trời ạ. Đông Hồn cứu được không? Đông Hồn cứu được không em ơi? Cứu được không em ơi? Đi vòng đến từ cái thủ văn lớp rất quái. Đi liên tục sóc quân. Quá cơn bí cực. Vâng, đi xa ra. Vâng, cuối cùng cũng đi xa. Trận đánh quay đến từ cái thủ BB và cái thủ Đông Hồ. Tuyệt vời. Trận đánh quá hồi hộp. Khán giả quá hồi hộp. Quá đau tim mà có lẽ là vâng ép coi thôi. Cứ chỉ có ép coi thì mới có thể làm xoa dịu được cơn đau tim này từ khán giả cho đến vâng cho đến game thủ cho đến bình luận viên. Thực sự là quá đau tim.